Từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt ra quân tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container, nhằm chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, kịp thời phát hiện ngăn chặn các nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, trong đó ưu tiên tập trung kiểm tra kiểm soát tại các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, các đoạn đường trước khi vào tuyến đèo dốc quanh co nguy hiểm, vân vân. Ủng hộ và nhà nước và Bộ Công an đã ra chương trình giao thông đường bộ là rất hữu ích để giúp cho người tài xế như chúng tôi hiểu được luật trên đường bộ và để tham gia giao thông đỡ xảy ra tai nạn, tôi rất ủng hộ. Được biết, trước khi triển khai đợt ra quân tổng kiểm soát xe khách và xe container, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức cho các chủ doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ.